bé ở đằng sau cái giếng kia. Đấy. Thế nhưng mà từ khi thầy về, thầy hoạch định, thầy định hình, thầy thấy cái phong thủy ở đây đẹp, từ trước có sông, thế rồi dân ở đây thì rất là mộ đạo, Phật tử đông, thế thì thầy đang hành đạo ở trên miền Trung Du cơ. Thế là thầy thấy thương dân Hội An, tức là kinh tế thì cũng không phải là thiếu thốn nhưng mà là thiếu pháp, để khát tăng. Thế là thầy cũng đang hành đạo trên Cầu Thứ, trên Vĩnh Phúc. Thầy cũng thương dân Hội An, thầy lại phát nguyện vào đây, thầy xây chùa để mà hướng dân Hội An này vào một cái quỹ đạo là Phật Pháp, để hiểu thêm về Phật Pháp. Trước thì thực tế là ngày xưa thì dân chỉ biết đi chùa thôi, chứ không nắm được Phật Pháp. Nhưng từ khi thầy về đến nay là nói chung là trí tuệ cũng được mở mang rất nhiều, con em cũng thuần túy lại ngoan ngoãn, các cái tệ nạn cờ bạc rồi nghiện hút nó bỏ hết. Vâng, quan trọng quan trọng nhất các bạn. Vâng. Thế là dân thì hàng ngày tối tối là khoảng 100 Phật tử là chùa tụng kinh. Vâng. Rất tinh, là đều đặn tụng kinh, tinh thần của dân về là... tinh thần đấy. Vâng. Thế còn nói chung là về tinh thần của dân thì cũng được khai sáng ra rất nhiều, hiểu Phật mà làm theo lời Phật dạy. Thế các cái tệ nạn xã hội là giảm rất nhiều, tình làng nghĩa xóm là được gọi là được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Vâng, lại được hỗ trợ của chính quyền địa phương để làm mấy con giấy phép để làm, để ủng hộ làm được những cái này. Thế rồi thầy cho hoạch định xây đường thành này. Đây trước là hồ ao hết, bơm cát hơn chục tàu cát. Tất cả là ta tín khí rồi Phật thờ phương như gia đình các bác ấy là tín tâm lên cửa Phật. Thế rồi dân làng nó thầy đi quyên cúng các nơi, các mạnh thường quân, con em ở Hội An đi làm ăn xa. Rồi có những người không phải ở con em ở địa phương này nhưng mà người ta tín tâm nơi cửa Phật là công đức vào đấy rất nhiều. Oh,
Phật Ma Tát.